Một lần nữa Lưu Bích chào quý vị khán thính giả. Bây giờ Lưu Bích mời quý vị đi tham quan với Lưu Bích tại thành phố Nam Bang. Và trong cái video clip này, quý vị sẽ thấy một anh chàng rất là đẹp trai. Anh này là tên Dũng. Thật ra là ngẫu nhiên Lưu Bích gặp anh tại lúc mà Lưu Bích hát, thì anh mới nói rằng là ngày mai Lưu Bích muốn đi tham quan ở đây không thì anh dẫn Lưu Bích đi. Anh là người Việt Nam nhưng mà lấy vợ Cambodia, thành ra anh ở đó anh biết rất là rành về cái thành phố này. Anh mới dẫn Lưu Bích đi tham quan. Mời quý vị coi cái video clip sau đây. Lưu Bích, quý vị có không ngồi trên một cái xích lô như này, Lưu Bích tưởng như Lưu Bích đang ngồi trong nước Việt Nam rồi quý vị. Nhưng mà chỉ có khác là đường phố bự và ít xe cộ hơn. Thành ra Lưu Bích ngồi trên cái xe lô này, Lưu Bích tưởng như Lưu Bích đang ngồi trong Sài Gòn. Ở đây là cái bất ngờ nghe người ta đã túc túc và cái gì vậy? Dạ, Lubit, túc túc là một cái chiếc xe giống như là hắn bắt chước giống như bên Thái Lan á, là nhưng mà cái này làm khác một cái á, là hắn có một cái kiểu ở sau và có một chiếc xe Honda nhỏ đằng trước chở đi về. Còn ở đây là mọi người bò không thấy là giảm giá hay cái gì là tại sao? Bây giờ mình đi túc túc đó là hay cái gì đó đưa giá cao, xong rồi mình sẽ ngồi mình trả từ 4 đô đến 1 đô, rồi có thể là 10 đô, xong rồi mình trả xuống cùng lại cái còn 1 đô, 2 đô thôi. Nên cái gì đó mình phải đến đây là mình phải biết trả giá. Trả giá, ok. Còn near to Manu Bang hả? Oh wow, so much, $2. Vậy là ở bên đây là cái transportation là chiếc lô xong thì tới cái túc túc này. Túc túc và còn có mô tô túc nữa gọi bằng xe ôm. Naga World Casino Hotel là lớn nhất ở đây phải không ạ? Dạ, lớn nhất ở đây. Và hôm qua là Lưu Bích đã trình diễn ở đây cũng vậy. Chiếc xe này là đi nhanh không cụ? Dạ, đi cũng là tính là 5 miles an hour. Okay. 5 to 10 miles an hour thôi chứ không cũng không nhanh. That's why đi cái này cũng là rất là safe. Dạ hả? Cũng không có nguy hiểm nhiều. Thành ra tourist, những người du lịch là người ta đi qua đây đã ưa đi cái xe này. Cái này là rất là famous. Famous ở thành phố. Thành phố. Quý vị đang coi cái này gọi là Independent Monument. Independent. Và cái này là cái group tour là Việt Nam, mình xe bus đi lên xe bus đến Campuchia để đi tour, để đi đoàn. Quý vị, Lưu Bích đang đứng ở trước cái chỗ này gọi là Central Market của Cambodia và nó như là chợ bến thành của Việt Nam của mình. Ở đây là cho những người tourist đến đây mua những cái đồ vật để souvenir. Ở trong đây có đầy đủ hết quý vị, một cái chợ rất là lớn. Quý vị cũng thấy bên kia là những người tourist từng group một đi qua đây như là một cái chợ lớn của Cambodia. Và chung quanh đây quý vị thấy bây giờ là đông đảo, là giống như Sài Gòn quý vị, người ăn uống ở ngoài và có xích lô đạp. Và ở bên đây thì nó khác cái là nó có cái chiếc xe gọi là túc túc, rất là đặc biệt, có hai chỗ ngồi. Quý vị thấy rất là đông đảo, mọi người bắt đầu ra ngoài đường đi chơi. Bây giờ là gần 4 giờ chiều thưa quý vị. Quý vị thấy như sao? Cái video quý vị thấy cái thành phố rất là rộng phải không quý vị? Và có một cái đặc điểm là hình như là người Cambodia thích cái màu vàng. Lưu Bích đi đâu cũng thấy màu vàng thưa quý vị. Cái mục kế tiếp là một cái hân hạnh mà Lưu Bích đã được gặp một người Việt Nam đang sinh sống ở Cambodia.
Và trong cái video clip này, quý vị sẽ thấy anh ta là Hùng. Lubick được tiếp xúc với ánh và nói chuyện với ánh. Qua sự tiếp xúc với anh Hùng thì Lubick mới biết được thêm tí xíu về cái cách sống của người Việt Nam như thế nào tại Cambodia. Thành ra Lubick xin mời quý vị coi cái video clip này, Bích và anh Hùng. Ok, bác có uống gì không ạ? Dạ, anh Việt Nam hả? Uống gì nói đi. Trời ơi. Có anh Việt Nam hả? Có anh Việt Nam hả? Không biết, tưởng anh người Cambodia. Uống cho anh Coca, Coca bí à? Dạ. Anh cho hỏi vài câu đúng không anh? Dạ, đúng chị. Anh đến đi lâu chưa hay là sao mà anh nhận được đi? Chiếc 589 chị. Qua đi. Anh qua đi 89. Ủa tại sao anh định cư về đây vậy? Tại vì sống ở đây quen hay ở đây quen. Ở đây quen. Ôi sáng giờ làm ăn phát tài không vậy? Vì mấy nước này ngày kiếm cũng được mấy đô. Ở đất này cũng hai mấy. Một gia đình ví dụ mà đời sống như vậy thì nó có được không anh? Nó có ok không? Khỏe, sống ở đây như vậy mà sống ngày ở chừng mấy đô được rồi. Tại vì có hai chồng với đứa con rồi cũng khỏe. Hai vợ chồng đứa con thì ở mười mấy đô là có thể sống được. Sống được. Cứ nói anh tên gì á? Anh tên Hùng. Ở đây là Việt Nam, ở đâu là nhiều nhất anh? Ở cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn ở đâu vậy? Cầu Sài Gòn đâu? Cầu Sài Gòn nó nằm ở dưới này chị, theo cặp dưới sông này xuống qua cầu Sài Gòn. Dân hả? Cầm chiên nó kêu là cầu Băng No. Cầu Băng No? Băng No. Băng No. Băng Bơi cũng Băng. Mà đi gần lắm anh? Đây xuống đó khoảng 3 cây số. 3 cây số. Dạ là đà khu Việt Nam, người Việt Nam ở không? Dạ. Business và... Làm ăn ở đây khi là ở dưới đó. Bán gì hả? Bán là nhiều. Bán mà bán cho Việt Nam không mà bán cho Campuchia làm chi chứ bán. Khách Việt Nam có đến nhiều hơn hay là khách Campuchia không anh? Khách tham quan thì lên nhiều chị, lên nhiều rồi với người ta thấy những gia đình nghèo ở trong Dũng đồ đó, như người Việt Nam làm cá, người ta mới mua gạo bố thí rồi cho đó, là mấy người đó là Việt Nam. Việt Nam. Là nghèo quá, nghèo khổ, làm cá làm đồ đó. Mà khách thì sao, khách là khách Cambodia không? Hay là khách có khách Việt Nam không? Có khách Việt Nam. Khách Việt Nam với Campuchia rồi cũng nghèo quá rồi, ta bố thí cho. Có người khách nước ngoài không ạ? Khách nước ngoài. Cũng có luôn. Giờ đồ ăn Việt Nam ở đây có nấu theo kiểu kiểu vị của Việt Nam hay là cũng tự có lai lai Campuchia anh? Dạ giống Việt Nam. Giống Việt Nam à? Khó có tàu đó. Cá có tàu hả? Chứ không có lai lai. Có cái tàu mới làm giống lai. Tâm chua nó có để bí đồ bí vợ. Bí. Tâm chua. Và quý vị, cái clip và video kế tiếp thì chắc quý vị coi xong nên quý vị cười, tại vì cái này là lần đầu tiên Lubick cũng phải mắc cười. Quý vị chưa bao giờ Lubick làm cái này trong cả cuộc đời của Lubick. Mời quý vị xem. Quý vị biết không, đây là lần đầu tiên trong đời Lubick hy sinh để cho quý vị coi. Con elephant này rất là to, mà nghe nói là thú vật là elephant rất là hiền. Nhưng mà nó to quá quý vị. Bây giờ Lubick phải từ đây bước lên, ngồi lên elephant cho quý vị xem nha. Trình diễn xong thì sáng nay phải dậy sớm chuẩn bị đi khắp các thành phố Tam Bình để cho quý vị coi, và ngồi lên con voi hồi nãy cho quý vị coi
ngồi lên thì quý vị nó cao quá mà con voi nó rung ra như thế này, Lubick quá sợ. Và một lần nữa quý vị cho Lubick xin phép trở về casino để nhảy vô spa thôi quý vị. Nóng ở ngoài thì rất là nóng và quá là mệt, mà mong rằng cái chương trình hôm nay Lubick cho quý vị coi Cambodia là một cái sự thưởng thức cho quý vị để vui trong một ngày. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ok, bye bye. Lubick cảm ơn quý vị đã xem cái video clip và chia sẻ với Lubick những cái kỷ niệm đẹp cái chuyến đi vừa rồi tại Cambodia. Mong rằng trong tương lai Lubick sẽ có nhiều hành trình mới lạ đem đến cho quý vị coi xem. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. See you.